Cuộc sống vất vả của thiếu nữ 30 tuổi sống trong căn nhà hẻo lánh. Chồng thì bị dướng vào dụng lý pháp luật. Vợ thì canh giác mọi thứ trong gia đình. Phải nuôi hai đứa con thơ. Bữa ăn thì chỉ có rau muống, muối ớt. Cũng mong chồng thoát tội sẽ quay lại với gia đình. Bây giờ thì không biết câu chuyện thật hư như thế nào. Xin mời quý vị xem hết video sẽ hiểu rõ hơn ạ. Hôm nay được mấy tháng rồi? Dạ 8 tháng rồi. Nay được 8 tháng rồi. Bây giờ có biết là chồng mình đang kết án là mấy năm không? Dạ chưa kết án. Chưa luôn? Dạ. Dạ anh sao cứ đợi chồng anh về. Đợi chồng về? Dạ. Mà chồng mình chưa kết án là sao biết chồng về được? Em không biết. Đợi Vịnh Vlog xin mến chào tất cả cô chú anh chị quý khán giả cùng những bí mật thân vương trong nước và ngoài nước. Dạ ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại một căn nhà phiêu vu ở giữa cánh đồng đó cả nhà. Cùng theo lời cầu cứu của em gái. Có gọi cho Vịnh để qua đây để chia sẻ những hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn. Cũng nghe nói, nghe kể là chồng của chị gái này cũng đã như là đi tù. Nghe cách đây là cũng 7-8 tháng rồi cả nhà. Nhưng mình không biết câu chuyện thật hơi như thế nào nữa. Thì nhìn đằng xa toàn là nhà hoang. Hồi căn nhà bên kia toàn là căn nhà bỏ hoang không cả nhà. Đó, nhà bên đó là căn nhà bỏ hoang không. Còn đằng sau lưng của Vịnh đây là một cái cánh đồng. Dạ, một cánh đồng, sau lưng một cánh đồng, chính là cách xóm rất là xa luôn cả nhà. Em gái cũng đang sinh sống ở trong này, không biết hoàn cảnh đang gặp khó khăn như thế nào. Bây giờ Vịnh cũng xin mời tất cả cô chú anh chị và khán giả cùng với Vịnh Thân Vân cũng như là đồng hành với Vịnh gặp gỡ với gia đình mình đó cả nhà nha. Trời ơi, mình nhìn đằng xa thấy ớn luôn cả nhà. Ở nhà kế bên thì đây là căn nhà hoang ha. Đó, đây là căn nhà hoang. Thì nghe chia sẻ đây là chỉ có hai mẹ con đang sinh sống thôi. Để Vịnh đi vào trong để hỏi thăm thử xem. Chị ơi, có nhà không? Ở nghe tiếng biết ở đâu. Ồ, nhìn nhà thấy bề bộn dữ vậy. Ồ, em chào chị nha. Ồ, chào em bé. Đang làm gì đó? Hai mẹ con làm gì đó? Đang ăn cơm hả? Đi cho xin phép đi vào trong luôn. Ôi, bé dễ thương mẹ. Ôi, coi nhà mình đó cả nhà. Sao nhà thì mục nát hết trơn rồi. Mà sao mình dùng cơm dưới đất vậy? Vậy hả? Để cho anh kẹp mic ra để mình trò chuyện hết rồi. Mình để nghe một chéo. Ôi, hai mẹ con dùng cơm hả? Dạ. Ôi, được, ẩm gì ăn hả? Dạ, rau muống dưa. Rau muống hả? Dạ, rau muống. Rau muống với muối? Dạ. Thì ngày nào mình cũng ăn vậy sao em? Rồi theo lời như là chia sẻ của một người chú á, như là chú Lắm cũng có chia sẻ em qua với anh á, thì nói là gia đình mình, chồng em cũng bị đang bị ngồi tù hay sao em? Dạ, chồng em đi thuê ông xã lấy tiền góp. Hôm nay được mấy tháng rồi? Dạ 8 tháng rồi. Nay được 8 tháng rồi? Dạ. Bây giờ có biết là chồng mình đang kết án là mấy năm không? Dạ chưa kết án. Chưa luôn? Dạ. Rồi cho em xin hỏi là em tên gì nè? Dạ Thạch Thị On. Tên On? Dạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ 30 em. 30. Rồi căn nhà này mình sinh sống lâu chưa em? Dạ em sống ở đây là 6 năm mà. 6 năm? Dạ. Ủa như vậy em không phải là người địa phương ở đây hả? Dạ. Em là người ở đâu? Vĩnh Châu. Ở Vĩnh Châu? Dạ. Rồi căn nhà này là căn nhà của em luôn hay sao? Dạ căn nhà này của mẹ cho. Là của mẹ chồng hay sao? Dạ của mẹ chồng. Bây giờ hiện tại mẹ chồng mình sống ở đâu rồi? Dạ ông có vợ chồng đi theo chồng rồi. Tất nhiên là cô chia tay với ông trước rồi gặp ông sau rồi đi theo ông sau hả? Dạ. Wow. Rồi hiện tại thì công việc của em thì làm gì nè? Dạ làm mướn đi dặm lúa. Đi dặm lúa? Dạ. Rồi ngoài dặm lúa là mình làm gì? Dạ không có gì làm chứ. Trời ơi. Tại vì anh đi từ phía ngoài vô, tức là một cái khu này bên hông đây á là căn nhà hoang, ở bên kia cũng là căn nhà hoang. Là sao em thì hai mẹ con mà sao mình dám sống ở đây á? Thế em không sợ hay sao? Dạ anh sao cứ đợi chồng anh về. Đợi chồng về? Dạ.
Mà chồng mình chưa kết án mà sao biết anh chồng gì được? Em không biết. Chưa nghe tin tức gì luôn? Dạ. Đặt ví dụ như là em đi dậm hàng ngày rồi đứa nhỏ rồi gửi cho ai? Dạ, nó đi theo em. Đi theo em luôn? Dạ. Chứ là đi phơi nắng ở ngoài, ngoài cánh đồng hả? Dạ. Ừ rồi. Ôi, ăn cơm đồ đâu muốn với chấm với muối hả? Dạ, em đi làm, đi mới về ăn cơm với muối. Chắc rau muống này chắc từ tự hái quá. Tự bẻ luôn hả? Dạ. Ủa, cái này là dưa hay là xào đấy? Cái này dưa. À, dưa hả? Dạ. Trời ơi, tội đứa bé à. Bé nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi. Dạ. Trời, tính ra là bé còn chưa biết gì luôn á. Ủa, căn nhà sau mục nát hết trơn luôn, còn gì nữa. Mà từ khi chồng em đi là cách đây là 7-8 tháng rồi. Dạ. Mà em cũng vẫn sống ở đây luôn. Dạ. À, em không biết định gì bên ngoài hay sao? Dạ. Tại sao mình không đi tìm mẹ ruột của mình đi để ở đi? Tại vì mẹ ruột em bên nhà, mẹ ruột em thì khó khăn nữa. Mẹ ruột cũng khó khăn luôn. Dạ. Là ở bên Vĩnh Châu hả? Dạ. Nhìn tội dữ vậy. Rồi có thể cho anh biết là hàng ngày là mình cũng nhà mình cũng sử dụng điện hay sao? Không có. Dạ, điện. Không? Điện miền ta cắt rồi em không có tiền đóng. Vậy nha. Dạ. Tức như là điện bây giờ là người ta cắt luôn. Dạ. Cách đây là mấy tháng rồi? Dạ, 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng rồi. Dạ. Rồi mình sinh hoạt là hàng ngày như là ban đêm rồi mình sinh hoạt bằng gì? Em không có điện gì, tối em ngủ tối hù ba mẹ con. Ý là em mấy đứa con hả? Dạ, 2 đứa. 2 đứa? Ủa, một đứa nữa đâu? Dạ, một đứa đi vô chùa anh. À, nãy giờ từng đâu một đứa kia rồi nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng cỡ 10 tuổi rồi. Thế là bé đi vô chùa làm gì? Dạ đi học chữ thôi mẹ. Học chữ? Dạ. Wow. Rồi có đi học chữ Việt không? Dạ không, chưa nữa. 10 tuổi rồi chưa đi học luôn? Dạ, tại vì hoàn cảnh khó khăn em không biết sao cho con em đi học nữa. Trời ơi, 10 tuổi rồi. Năm nay cũng lớp 5 rồi, lớp 4 rồi. Tính ra là chồng đi 8 tháng rồi, nhưng em vẫn còn trụ lại để mà bươn chải, để mà sống qua ngày. Cái chị cũng như là một người đảm đang, can đảm thôi. Thật sự một người mà phụ nữ mà thôi sợ cái không dám ở căn nhà nữa. Quá trời rồi, gặp mình cũng không dám ở nữa. Hay là mình có thể về bên ngoài, bên nội cho mình ở được không? Tại vì bên kia cũng nhà khó khăn nữa. Người mẹ em không giúp được gì cho em. Rồi chồng sau này nhậu, cứ ổng cứ đập đánh mẹ em hoài. Rồi em ở không có được, rồi em ngã bệnh đó. Ừ. Thường xuyên bà ngoại có qua thăm em gì không? Dạ có. Cũng lâu lâu qua thăm ha? Dạ. Nghĩa là mẹ của chị cũng như là xuất giá thêm một lần nữa, lấy thêm chồng đúng không chị? Dạ. Mẹ chồng? Ừ, mẹ chồng cũng lấy chồng, mẹ của dạ. Chị cũng lấy thêm chồng. Dạ. À, mẹ của em cũng lấy chồng hả? Dạ, mẹ em cũng lấy chồng sao. Chồng sao? Dạ. Hai bà xuôi đều lấy thêm chồng chứ nghe. Dạ. Đuổi xế chiều. Dạ. Diễn khó ạ. Khó. Ừ. Hai ông đó, ông nào cũng nhậu nhẹt, tôi cũng như là có ai chăng chứ hai bà vợ sao mẹ. Dạ. Ông nhậu xong rồi ông nên đập mẹ em, rồi em ở bệnh đi có mấy bữa em về nhà mất motor luôn. À. Em nói lớn lớn xíu nha. Ngay cả chị thì cũng được chồng mình cũng độc trai động chân, mà mẹ mình cũng chuyện, mẹ chồng cũng chuyện nữa. Dạ. Sao mà mình cảm thấy là gia đình mình cũng sống vào cái một cái câu chuyện nó không có hồi kết ha. Dạ, em không muốn cho người ta nói mất công mình nhiều đợi chồng nữa, em muốn sống. Trời, tính ra cả nhà ở đây hai vợ chồng nhà này chứ là không có tài sản gì để mà quý giá cho cả nhà. Một bộ dạng thì mục nát hết trơn luôn. Nó có một cái tủ chén thì thôi em muốn mục nát hết trơn. Em muốn con em được đi học một cái trơn luôn à. Được chấm nếu mà theo Vĩnh chia sẻ
Nếu mà mình cho mình ở đây mình thấy căn nhà này rất là ớn cả nhà, tại vì xung quanh đây toàn là nhà quan đó cả nhà. Mình có thể quay cho cả nhà mình cùng xem đó. Tại bên hông đây là nhà quan, bên kia thì nhà bên kia cũng nhà không có người ở luôn, chỉ có một căn nhà phiêu vu vậy thôi, một mình chỉ là giữa đồng thôi. Hồi bé với lại mẹ cũng quấn quýt bên nhau để sống giữa nhau không nhau ông không qua ngày nha cả nhà, nhìn thấy tội lắm luôn cả nhà. Lâu lâu mấy ông mới nhậu một lần. Lâu lâu mới nhậu một lần. Dạ. Chứ mà làm nhậu là thưởng cho chị là đòn roi ha. Dạ. Lúc đó thì ảnh dùng cái gì để mà thưởng cho chị, tay hay chân hay là cây? Ông lấy cây đập. Đập từ đầu xuống. Đập từ đầu xuống. Dạ. Đập từ trên đầu xuống luôn. Dạ. Lúc đó thì chị có cần ai để mà hỗ trợ không hay là sao? Dạ có, người ta đưa em vô bệnh viện. Rồi em không có tiền mà đi nữa. Em mong em xin được về nhà mua thuốc uống. Ừ. Em đâu có tiền đi nằm bệnh viện đâu. Lúc đó thì chị có suy nghĩ là sẽ mời chính quyền vào hay là để cho chồng mình hối cải không hay sao? Hay là chị tại yên nghe luôn? Dạ có, anh người ta có mời anh lên xã. Lên giày biết rồi xong rồi ta muốn nói rồi hai vợ chồng sao. Rồi nói một lần này thôi, không có vậy nữa. Ai là nói một lần này thôi, chị hay là anh? Chồng, chồng của em nói. À, chồng của chị đúng không ạ? Dạ. Mà sau này có tái lại nữa không? Dạ. Không có lặp lại nữa hả? Dạ. À, là nói chung là cũng bắt lên để... Nhưng cháu. Mà lên thôi để vợ chồng và giải nhau á, không muốn có lớn đúng không? Dạ. Thế thì chị cũng còn thương ảnh vậy chị. Dạ. Cũng như là bỏ qua cho ảnh, cũng không cho ảnh là lo cho gia đình của chị. Dạ. Và từ đó tới giờ ảnh cũng không có đồng thai được nữa. Dạ không. Vợ chồng cũng hòa thuận hay sao? Dạ. Vậy như vậy em cũng hàng ngày là trông chờ để chồng thoát ra hả? Em chỉ... Em không biết ảnh được nào về nữa. Rồi em chỉ ở đây tạm. Cứ ở đây cứ chờ, không biết chừng nào về. Một người phụ nữ mới 30 tuổi, ôm đứa con 6 tuổi mà ở trong căn nhà khá là rộng mà. Được rồi. Cả nhà thấy ngôi nhà nó không được kín nữa, thì cửa hẻm không có. Nghe nói là cái mua tươi của chị cũng được bà con ở đây hay là ở đây là mượn được phải không? Dạ không, mua tươi em bị mắc rồi. Bị mắc luôn? Dạ, mắc rồi. Người ta vô trộm luôn sao? Dạ, người ta vô trộm. Rồi. Lúc đó chị đâu mà để cho người ta vô mượn cái mua tươi của chị? Dạ, em đi qua nhà bên mẹ em chơi á. Mẹ em kêu rồi chở em qua bển, rồi xong rồi ở nhà mất mua tươi. Đã gia đình khó khăn giờ bắt cái mùa mưa nó này lấy nước đâu mà sinh hoạt ha. Em lấy nước mưa xài á, có mưa thì em đi ấy xài. Như qua nước mưa sao? Dạ. Chỉ là hết nước mưa mùa hạn em sử dụng bằng nước này nữa hả? Dạ, nước giếng á. Chỉ nước giếng rồi mất mưa tưới sao? Dạ. Mà mất mưa tưới đó là lấy nước rồi xài. Nhóm xài tới con đũng không? À, nước mương. Nước mương á, dạ, nước mương bên kia á. Ước mưa bây giờ nghe nói không sạch nữa rồi. Người ta xài thuốc này kia không mà chị. Thì em xài đỡ không biết sao bây giờ. Tại vì nhà mình khó khăn. Cái công chuyện của chị đó là đi dặm lúa cho bà con thì thu nhập sao? Chị có thể chia sẻ cho em và mấy anh em được không ạ? Đi cái nhà lấy, cho đây là bị lấy mất mua tơ luôn á nhỉ. Một ngày là 150 nha. Dạ. Nhìn tội. Một tháng thì mình không biết ai cũng nói chung là cũng nở lòng nào để lấy mua tơ của gia đình mùa mới làm đúng không? Dạ. Thì mấy hôm nay chị có đi làm cho ai mà? Dạ mới cái làm được có 2 ngày à. 2 ngày hả? Dạ. 2 ngày được 300 ngàn thôi. Thì dạ. Mình nghĩ cho không chị mình ăn cho hết luôn đúng không chị? Dạ. Còn con quần áo, thứ hết trơn, bánh kẹo nó, rồi xong còn lo cho nó nè. Rồi gạo, mua gì. Nhiều khi không đủ sống nữa. Bây giờ nhà mình có gạo không? Hiện tại nè. Có, còn 1 ký à. Còn nhiêu? 1 ký. Còn có 1 ký thôi? Dạ. Hết gạo nấu rồi. Còn ký này mình ăn được mấy ngày? Dạ được 1 ngày à. Rồi hết 1 ký này tính sao nữa? Dạ em đi kiếm ăn thêm nhé, không biết sao giờ. Thì kiếm ăn là kiếm sao chị? Người ta muốn gì em đi làm nấy, người ta không muốn thì ở nhà. Rồi. Người ta không kêu đi làm lấy tiền đâu để mình mua gạo cho con ăn. Để em cho con. Em không biết sao lấy cho con em mà sống nữa. Cái tương lai của chị giờ cứ sống ở đây một giờ chồng và cái thu nhập không ổn định, không có tiền nữa. Thì hai mẹ con có thể có ngày là không có gì ăn luôn đó.
Dạ không, chị đóng muối ớt cho con ăn, ngồi thấy con ăn đóng muối ớt con thấy em thấy tội nghiệp hơn, không biết sao lo được cho hai đứa nhỏ nữa. Còn một đứa 10 tuổi nữa. Còn đứa 10 tuổi nữa nghe. Đang đi học tiếng Khmer. Dạ. Dạ. Vậy tối bé sẽ về đây hả chị? Dạ. Giờ một người phụ nữ phải nuôi hai người con, mà trong khi chồng thì đi xa rồi. Có bao giờ mà chị muốn là mình bỏ xứ này để đi xứ khác để làm có thu nhập để lo cho con không? Chứ ở đây em thấy là cái công việc của mình không ổn định. Tại vì em không biết đi xứ nào mà em... Giờ còn dính đây. Hai cục nợ đây nè, làm sao nè. Còn cái vùng nông thôn mình đây chỉ có tới mùa mình đi dặm thôi, đi cấy thôi. Rồi qua cái mùa này ở đây thường thường em làm gì? Dạ thường thường ta mới về đi mượn kêu đi làm cỏ, em đi làm cỏ vậy. Ta mới thì ở nhà. Cỏ bờ hay là mình đi làm cỏ vườn? Dạ cỏ bờ. Ừ. Người ta mới thì em ở nhà có hai đứa nhỏ. Hiểu. Tối ngày là mẹ con chỉ dùng ăn cơm bằng rau muống rồi muối vậy không à? Dạ. Em dọn lên, mình để dưới đất, rồi nó bua, rồi hàng ngày là mình thường thường có từng ăn thịt, ăn cá gì không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Là cách đây là mấy ngày mấy tháng rồi mà không từng ăn cá thịt nữa. Khi em đi mò ốc á, đi xong về nhà luộc rồi xong rồi móc đi xào cho con em ăn. Ồ. Là không có từng mua thịt cá ăn không? Dạ không, không có tiền mua. Rồi, ui mấy đứa sao chịu nổi nè. Dạ. Có nói gì không? Thường thường có nói gì không? Dạ không, cứ nín thinh vậy ạ. Ừ, có gì ăn mấy ha? Dạ. Ui, đáng thương không? Bây giờ cái đầu nó bị cái gì không biết nữa, không ngứa. Ngứa hả? Dạ ngứa, cái đầu nó thấy ra ấy không á. Có từng gọi đầu ấy chuyển cái túi á không? Cái túi có ba lắm á. Rồi. Cái gì cái có mũ. Mũ hả? Dạ, có sao mũ. Dẫn cháu đi khám đi chị. Em không có tiền, chưa có tiền. Rồi, sao gãy mà ra mũ luôn hả? Dạ. Cái đó là không được đâu nha. Có đau không? Hỏi nó có đau không? Phải tháo về mỏ bò. Chỉ ngứa thôi. Dạ. Ra mũ nhiều không? Nhiều á. Đẩy đầu luôn á. Tí bò mơ mà. Dạ, tìm ở cạnh bò mà. Bên nội hay uống cầm đựng. Em không biết nó bị sao nữa. Ngon, tội bé không? Nếu không? Này giống như nấm này đâu. Uống cắt vải mình ớt không? Cái trường bé gãi nó bị nhiễm trùng á. Gì quá trời, có từng gọi đầu rồi cho bé không? Có, em gọi hàng ngày cho nó luôn. Sao gầu quá trời nha. Ồ, thì mũ vậy đó hả? Dạ. Mày phải dẫn đi khám bác sĩ. Ôi, vậy đi khám mới được, chứ để tội cho bé không được đó chị ơi. Hay còn tự nhiên nó có đau gì không? Dạ tối nó ngồi khóc á. Nhất á. Dạ. Wow. Em không biết sao luôn. Rồi em kêu nó còn có cái gì không đó. Con nó khóc rồi mà. Bây giờ thấy tốt ra kiếm nhiều không có tiền, nó chỉ muốn bỏ liều. Không được quan tâm nhưng mà không chắc dặn con đi khám bác sĩ sợ tốn tiền. Dạ. Mình chẳng đi khám thử cho con sao. Để coi nếu mà người ta biết được cái bệnh đó thì mình sẽ kiếm tiền để lo. Chứ bây giờ để cháu gì cũng không được, để tối nó đau, nó cứ khóc thì mình cho yên tâm được cái gì. Mình cứ dẫn đi đó, còn mang đi. Lỡ khi mà mình đó không biết con bị cái gì. Chị có hộ nghèo, có bảo hiểm gì không? Dạ có, mà con em chưa có. Con em chưa làm giấy tờ gì hết trơn. Chưa có cây xanh? Dạ chưa. Chưa có cây xanh? Không có cây xanh nữa. Lúc trước chị sạch nha, là người ta cái giấy chứng xanh nó xong không làm cho con này. Dạ có rồi, rồi sau này em bệnh á, em ngọt bệnh á, em bỏ đâu không quên à. Mình lại chỗ mình xin, mình xin lại, không sao hết. Xin ra lục lại, người ta cấp lại cho mình để mình làm giấy tờ cho con mình. Vô cái bệnh viện á, người ta vẫn còn lưu hồ sơ, chị đừng có bỏ vậy. Phải đi làm giấy tờ để cho cháu, sau này có làm giấy tờ chứng minh hay căn cước thì kia cũng dễ. Nếu bệnh viện người ta vẫn còn lưu hồ sơ, chị vẫn là ta sẽ cấp lại cho mình để làm cho con thôi. Bé 6 tuổi này được bảo hiểm của nhà nước hỗ trợ tới 6 năm rồi. Mà chị không có làm, chị cứ bỏ liền cái gì cũng được. Tại vì em không có gì mà đi nữa, rồi xong rồi hai đứa con nói mẹ con đi mệt, nó con không đi. Nhỏ nó mệt, nó con không đi. Không có phương tiện đi luôn hả? Dạ. Hồi lúc mà chồng còn mình có phương tiện xe rồi đi không? Dạ không, xe bị bán, lúc mà em nhỏ bình xe bán. Xe bán luôn? Dạ.
Rồi hằng ngày thì mình sống ở đây mình có từng có điện thoại nào liên lạc gì mình cho gia đình không? Dạ không. Không có xài điện thoại đúng không sao? Dạ điện thoại em cầm, không có tiền xài luôn. Điện thoại em cầm luôn? Dạ. Cầm được bao nhiêu tiền? Dạ 800. 800 rồi mình dự định có chuộc lại không? Dạ em không có tiền mà chuộc. Rồi. Ở nhà là không có điện, nước xài rồi sao mình sinh hoạt được nhỉ? Buổi tối mình không xong mình muốn mua đèn cầy hoặc là mua đèn dầu gì đó để mình đốt lên cho nó sáng chứ. Có không? Dạ. Không luôn. Mà tối hù làm sao mà mình sinh hoạt được? Dạ em ngủ lỡ, không biết sao. Ôi ôi. Anh cứ phải mua mấy cây đèn cầy anh. Đúng ra là có đèn cầy để đốt. Đèn cầy đi. Mà không có gì hết trơn, cái thui hay là con sinh hoạt sao đây? Chứ chùa người ta thấy tội nghiệp người ta đưa đèn cầy qua đốt. Con em đi vô chùa á. Bên chùa cho. Đúng rồi, xin chùa nhiều lắm á, đèn cầy nhiều lắm. Dạ. Trời, chính ra nhà thì không có điện lúa gì nè, điện có hết trơn nhưng mà bị cắt hết trơn luôn. Thì nó cắt hết trơn. Thì không đúng là họ phải cắt thôi. Dạ. Trách nhiệm rồi. Chắc lâu lắm mà không có tiền nhà nước. Dạ hai ba đó. Dạ hai ba tháng rồi em không có tiền đóng. Thế là thường thường một tháng là bao nhiêu mà mình không có tiền để đóng? Dạ 100 mấy. Mình xài gì mà tới 100 mấy dữ hả? Trước em còn mua tươi, giờ không mất mua tươi rồi. Hai mẹ con ở trong căn nhà khá là rộng, cũng không điện không nước, tiền cũng không có, thu nhập thì làm được có vài bữa thì không có tiền nữa. Nghe nói là hôm qua anh kia không có gạo, không có cơm nữa không chị? Dạ không, cái anh mà vô hỏi anh mua chai vô hỏi anh cho được 50 ngàn khi em đi mua gạo nấu cơm ăn đi. Ừ, đúng rồi, hôm qua là có anh Lâm gì đó. Dạ. Là có gọi cho anh. Dạ. Anh Lâm có gọi cho anh. Mà chia sẻ hoàn cảnh của em như vậy đó. Rồi anh muốn tìm hiểu, mà sáng giờ tìm không ra luôn. Cứ đi vòng vòng tại vì nhà đường vô khó. Dạ. Anh thấy nó hai đứa tội nghiệp đi lượm bé trai á, con em đó. À, lượm bé trai nữa hả? Dạ. Anh Lâm là người đi mua bé trai đúng không? Dạ. Đó thì anh hôm qua có chia sẻ với anh đó, cái hoàn cảnh này của em như vậy đó. Ngày hôm nay mới anh em xuống đây để hỏi thăm coi nhà như thế nào, thực tế hay không. Mình nhà thì một mát trơn rồi, không còn nấu cơm rồi ở dưới bếp đó trong cái đống ga hả chị? Dạ không, em không có ga, em xài bếp à. Bếp củi dạ, không? Bếp củi. À, tiền còn không có xài, gạo không có ăn, lần thì có tiền để mua ga để sử dụng. Cái nhà ga đó mình ngưng sử dụng đâu chứ? Giờ nghỉ lâu mấy tháng rồi. Ừ, chứ là hết ga là nghỉ xài. Dạ. Đâu gạo đâu cho anh xem thử coi, bỏ đâu? Dạ gạo anh bỏ chứ. Rồi gạo xong cất kỹ dưới rồi á. Gạo cất kỹ dưới rồi. Bỏ đủ chứ. Trời ơi, cho anh hỏi nè, mấy cái kính này rồi mấy cái khung này nó bị gì mà bị dạ. Bẻ hết chân vậy em? Dạ bị người ta đập. Hả? Bị người ta vô đập á. Là sao? Người ta lại kiếm chuyện với chồng em, ta đập á. Là người ta vô đập luôn? Dạ. Hai bên luôn hay sao? Dạ hai bên luôn. Ôi ôi. Lúc đó mấy người kia cầm cái dao không, em đâu có dám ra hai chồng đâu. Ôi ôi. Cách đây lâu chưa? Dạ cũng gần năm rồi. Gần năm rồi? Dạ. Rồi họ vô xuống cái đây là kiếm chuyện không hả? Dạ. Rồi từ lúc chồng em đi á, rồi em ở lại với ba mẹ con, nó có từng ai kiếm gì không? Dạ không. Dạ không? Dạ. Ừ. Tính là cái nhà này chỉ có nhà thôi, nó không có một cái tài sản gì mà quý giá chứ. Cái tủ thì cũng bể kính hết chứ, mà còn gì. Cái em hồi đó là 6 năm nay là mình làm ăn không được mua được, sắm được cái gì luôn hả? Dạ không. Hồi xưa là chồng em làm nghề gì đó? Dạ anh ta muốn gì chồng em đi làm nấy. Ừ. Không muốn con chồng em ở nhà. Rồi sau này cũng là như theo bạn bè rồi, nghĩa là ta đi theo ta vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ dính luôn. Dính vô vào lao lý pháp luật cũng hơi mệt rồi. Biết thì sao giờ? Có căn nhà không chứ không có. Không có một cái tài sản gì để quý giá chứ. Đâu gạo đâu cho xem nữa rồi. Gạo em cũng. Gạo bỏ ngoài đi luôn hả? Trời ơi, dạ. Tội không? Mình mua làm bao nhiêu ký gạo đây? Dạ 1 ký 2 ký gì có tiền dụm được nhiêu đây em đi mua đấy. Được 1 ký 2 ký.
Thì sao giờ một ngày cũng được 150 mà. Dạ. Thế là ngày 150 mình xong mình không có tranh thủ mua gạo cho nhiều nhiều xíu, 5-6 kg vậy đó. Em còn lo cho con nữa, còn mua đường bột ngọt đủ chứ. À đúng rồi, còn mua đường bột ngọt nữa. Mình thấy gạo quan trọng, nhưng mà có gạo thì mình ăn nước tương, nước mắm, nước ớt cũng được. Nhưng mà không có gạo mà có đường bột ngọt cũng đâu có được ăn. Ừ đúng rồi. Rồi thì cũng khá là lâu rồi, chứ là mẹ con ba mẹ con không từng ăn thịt cá gì luôn. Dạ không, thì người ta cho thì được ăn, người ta không cho thì không có. Ý là cho là ai ai cho nè? Dạ, người ta thấy vòng vòng, người ta thấy thương nghiệp, người ta cho. Mày hàng xóm ở đây ở xa lắm sao người ta biết đến mình? Dạ con em đi vậy, đi vô chùa vậy, ta thấy ta kêu á. À, như là đứa bé muốn đi đi chùa, có đi theo ông Lục đi khất thực gì không? Dạ không. Không có hả? Dạ. Sao cho bé như là đi khất thực với ông sư được đó, để mình kiếm có đồ ăn này kia này, ông sư chia cho bớt cho. Không không từng đi hả? Dạ. Giờ chỉ đi học thôi. Dạ. Còn không từng đi học tiếng Việt không? Dạ không, không, không kêu muốn một tí, nhưng mà em không có tiền lo cho nó đi học. Em có từng ước rồi là để cho con mình được đi học gì không? Dạ có, em mong muốn được con em đi học là em vui lắm rồi. À, mong muốn của em chỉ là muốn cho con được đi học thôi. Dạ. Từ bé này 6 tuổi này, giờ tới tuổi nhập học lớp 1 nè. Dạ. Lớp 1 là 6 tuổi, lớp 1 rồi. Mình còn mong muốn gì nữa không? Em muốn được con em đi học là em vui lời. Tại vì có em nhà em thì nghèo không có gì trơn, em mong muốn người ta thấy ta giúp được giúp đỡ. Ừ. Cho con là được có tiền mua thuốc mua gì cho em uống, chứ còn lo được cho con là em vui rồi. Em bị gì mà phải mua thuốc uống hả? Dạ em bị bùa. Bị bùa? Dạ. Muốn bị bùa là bị sao? Dạ bị ta bỏ bùa. Ta bỏ bùa? Dạ. Ủa tại sao mình không kiếm thầy đồ để gỡ đi em? Dạ có, nhưng mà thầy kêu đi lấy thuốc Khmer uống á. Ừ. Nhưng mà em không có tiền đi lấy. Vậy là hàng tháng là mình phải uống thuốc Khmer? Dạ. Vậy là cái cách mà ta bỏ bùa đó, cảm giác mình đau như thế nào á? Dạ mệt mỏi là anh ơi ngủ không có được. Là cứ mệt mỏi trong người vậy? Dạ. Em có từng đi khám đâu không? Dạ có, em đi rồi, đi hỏi người ta nói bị bùa, người ta kêu lấy thuốc Khmer uống đi mới hết. Không, không. Là khám bệnh viện kìa. Dạ không. Ừ, mình nói chung là mình đừng có mê tính gì đoan quá. Có khi mình không phải đi để mình ra bệnh viện để đi khám rồi kia mình biết chứng bệnh mình như thế nào chứ. Dạ em không có tiền đi. Rồi nghe thầy nói là mình bị bỏ bùa này, mình cũng nghe vậy luôn. Dạ. Rồi. Tôi còn khá là trẻ luôn, nhưng mà buông xuôi kiểu này thì thấy chắc. Bây giờ trước mắt là anh vô đây á, nói chung là cũng chưa được cái gì giúp đỡ cho mẹ con của em hết á. Dạ. Tại vì cũng nghe lời chia sẻ của anh lắm hôm qua, cũng cầu cứu anh vô đây để muốn là gì, mình chia sẻ hoàn cảnh của em lên để đăng tải để cho cộng đồng mạng cũng như là tất cả các chú chị khán giả để biết hoàn cảnh của em như vậy. Nếu mà mình được hữu duyên á, khi nào mình có hữu duyên đến mạnh quân đó muốn giúp đỡ, thì lúc đó mới anh có kinh phí để giúp đỡ được em á. Hả? Và trước mắt anh vô đây cũng chưa có cái gì để mà giúp em được cái gì hết. Rồi thì anh thì nói với em vậy á ha. Dạ. Thì hôm qua thì anh cũng nghe anh lắm, cũng có chia sẻ như là kêu tụi anh đến để cầu cứu, để những là muốn chia sẻ đăng tải video clip lên á, để cho tất cả cô chú anh chị biết khán giả cũng như là biết mạnh thường quân trong nước ngoài nước biết hoàn cảnh của em hiện tại thì như thế nào. Thì tụi anh đến đây thì nói chung chưa có kinh phí gì hết, chưa có kinh phí lớn hết, chưa giúp đỡ được gì em hết. Thì trước mắt này thì anh là Bình Vlog với kênh của em Vũ, anh Vũ Official đúng không? Dạ. Anh Vũ Official thì gom góp với nhau là được 300.000 đồng, nói chung để cho em được mua gạo ha. Thì trước mắt em có tiền em mua gạo cho anh 10 kg đi, thì làm gì làm ha. Đây là số tiền của tụi anh thôi, chứ không có anh không có trích tiền gì hết á. Là tiền của tụi anh á. Dạ. Là anh với em Vũ đến đây thì nói chung là để đăng tải chia sẻ hoàn cảnh của em thôi. Được cái khi em được hữu duyên đến mạnh thường quân, thì lúc đó thì anh sẽ có kinh phí tiếp tục đến thăm đến thăm mẹ con của em nữa. Dùm nhận tiền của tụi anh trước nhé. Dạ. Dạ em cảm ơn.
Dạ em cảm ơn. Rồi thôi thì nói chung là anh cũng đến đây thăm em đến đây thôi nha em gái nha. Dạ. Em cố gắng nhờ bé này phải tìm mọi cách nào để trị được cái đầu của bé nè. Nó chạy mũ rồi ban đêm là nó khóc, nó ngồi nó khóc, cứ nhờ nó nhức hết á. Dạ em không biết gì lo được cho nó, mấy cái đầu nó được. Để hỏi anh ta có cái thuốc nào đi sức nữa. Dạ. Sức lên lên đầu cho bé đi, cho để theo tóc rồi tóc tai phải kéo lên rồi cột lên cho nó gọn gàng lên đi, hoặc là tắm rửa cho nó sạch sẽ nhé. Dạ. Tóc hoặc là cắt tốt đi chứ để nhiều quá mình ở cánh đồng này nay phát bệnh rồi này kia đó, tội cho bé. Mà nói chung thì anh đến thăm anh với em Vũ đến thăm em đến đây thôi á. Dạ. Thì tụi anh xin cũng xin phép để anh về luôn, nếu mà có hữu duyên đến Mạnh Thường Quân như là cô chú muốn giúp đỡ em á thì tụi anh sẽ tiếp tục đến thăm mẹ con của em nha. Dạ. Cố gắng lên em ha. Cố gắng đi. Và nói chung thì mình xin đến thăm gia đình đến đây thôi. Mình cũng xin khép video tại đây và hẹn lại video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.